tại Viện Thẩm mỹ Diva, thực hiện phương pháp tiêm má baby theo quy trình đạt chuẩn y khoa với các bước như sau. Bước 1. Bác sĩ thăm khám, tư vấn, lên phác đồ phù hợp. Bước 2. Tiến hành ủ tê, làm giảm cảm giác khó chịu trong quá trình điều trị. Bước 3. Vệ sinh và sát khuẩn vùng má, loại sạch bụi bẩn, dầu thừa trên da. Bước 4. Thực hiện đo vẽ, giới hạn vùng má cần tạo hình chuẩn nhất. Bước 5. Bác sĩ tiến hành đưa tinh chất HA làm đầy má, nắn chỉnh tạo hình khuôn mặt theo tỷ lệ vàng. Bước 6. Vệ sinh, sát khuẩn lại hai bên má sau tiêm nhằm hạn chế viêm da, nhiễm trùng. Bước 7. Chườm lạnh, chiếu tia plasma lên vùng má sau thực hiện, giúp làm dịu, thúc đẩy quá trình lành thương, tái tạo da. Bước 8. Bác sĩ hướng dẫn chăm sóc tại nhà sau điều trị. Hãy là người tiếp theo sở hữu diện mạo hoàn hảo, trẻ trung và rạng rỡ cùng Viện Thẩm mỹ Diva nhé. Liên hệ 1900 2222 để được tư vấn báo giá miễn phí. Viện Thẩm mỹ Diva, phục vụ từ trái tim.